Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân. Con kính đảnh lễ sư ạ, xin sư chỉ dẫn cho con cách xả thiền ạ. Xả thiền thì khi mình ngồi thiền mình nhắm mắt và mình chú tâm vào cái pháp thiền như, ví dụ như chú tâm hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra. Đấy đấy là mình đang bắt đầu ngồi thiền, chánh niệm tỉnh giác. Vậy còn lúc nào mình muốn xả ra thì mình chỉ cần rời tâm khỏi cái hơi thở đấy là xả thiền. Tức là mình mở mắt ra hay là mình đứng lên hay là mình buông khỏi cái tư thế ngồi thiền đấy thì lúc đấy đó là xả thiền. Khi các căn mình nó tiếp xúc với các cảnh trần mà cái ý của mình nó không còn gắn trên cái đề mục thiền nữa thì đó là xả thiền. Xả thiền thì đơn giản như thế thôi. Còn nhiều người nghĩ rằng xả thiền nó phải có một cái phương pháp thì đó như là mình xoa bóp chân tay, bóp những cái chỗ đau nhức. Cái việc đấy thì mình thích làm thế nào. Với một người thực hành thuần thục nhu nhuyễn lâu rồi, người ta không cần những cái bước đấy nữa. Còn với một người mới thực hành thì khi mình ngồi thiền 1 tiếng 2 tiếng nó sẽ bị tê chân, nó sẽ bị đau nhức cái khớp chân khớp tay hay là cơ thể nó bị mệt mỏi đau nhức thì khi xả thiền ra mình xoa bóp những cái chỗ cho nó khỏi đau, rồi mình đứng lên đi lại bình thường. Còn với người tu tập lâu ngày người ta không còn đau, không còn tê, không còn nhức mỏi gì nữa thì người ta cứ rời khỏi cái tâm ra khỏi cái đề mục thiền thì đấy được gọi là xả thiền rồi. Rồi người ta có thể đứng lên đi lại bình thường, dễ dàng mà không có gặp khó khăn gì cả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân ạ. Dạ con thưa sư, con cảm thấy tâm an hơn sau thời thiền. Tuy nhiên, trong khi thiền, tâm con dễ phóng dật và nghĩ cái lọ cái kia. Có lúc con thấy tâm an bình nhưng con để ý thì đó là trạng thái hôn trầm, giống như ngủ trong tư thế thiền. Buổi trưa sau khi ăn xong, con để ý nếu ngủ ít thì vẫn có trạng thái hôn trầm. Nếu ngủ nhiều hơn thì con không bị hôn trầm, nhưng tâm có thể dễ phóng dật. Con xin tri ân sư ạ. Khi ngồi thì nó có chánh niệm, nó có tỉnh giác, nhưng mà cái chánh niệm của mình nó chưa đạt đến cái mức định tĩnh hoàn toàn ấy thì nó vẫn có những cái phóng tâm, nó vẫn có những cái vọng tưởng nó xen tạp vào. Thì trong cái lúc mình vừa giữ cái chánh niệm ấy, mình vẫn vừa phải có cái sự đấu tranh, vẫn có cái sự chế ngự, vẫn có cái sự buông xả. Một cái mặt là mình phải tinh tấn giữ gìn cái tâm trên cái pháp thiền, và một mặt mình phải tinh tấn chế ngự, không để cho những cái triển cái nó khởi lên, nó xen tạp vào. Tức là nếu như những cái triển cái nó xen tạp vào thì mình phải biết cách đối trị nó, phải đoạn trừ được nó, phải buông bỏ được nó đi. Thì vậy nên là nó cần có cái sự tinh tấn trong cái lúc ngồi đấy, nó có sự tinh tấn về tâm. Tức là không phải là mình chỉ tinh tấn về thân. Đó là mình tấn về thân thì mình cái lúc ngồi cái sự tinh tấn về thân là cố gắng kham nhẫn chịu đựng những cái nhức mỏi, những cái khó chịu trên thân, nhưng cái thân này nó sẽ thuần rất là nhanh. Còn cái sự tinh tấn về tâm thì nó luôn luôn cần thiết trong suốt cái quá trình mình đang thực hành thiền, từ thấp đến cao nó đều cần phải có. Mặc dù nó tinh tấn nhưng nó phải có sự quân bình, đừng tinh tấn thái quá, nhưng không thể thiếu tinh tấn được. Tinh tấn để loại bỏ những triền cái, tinh tấn loại bỏ những vọng tưởng, tinh tấn để giữ gìn cái tâm của mình trên cái pháp đấy. Nhưng nếu như mình tinh tấn quá, nó trở nên thái quá thì nó sẽ sinh ra những cái phóng dật, nó sinh ra những trạo cử, nó sinh ra những cái sự đau nhức mệt mỏi, căng thẳng. Vậy cho nên là có những lúc mình cần phải định tĩnh, có những lúc mình cần tinh tấn tâm. Cái lúc nào mình giải đãi quá thì nó rơi vào hôn trầm, lúc nào mình tinh tấn quá thì nó lại sinh ra những cái phóng tâm mà những cái trạo cử lớn. Vậy nên là mình phải biết cách quân bình giữa hai cái này, tinh tấn với định. Thì lúc nào mình thấy cái tâm của mình nó trở nên phấn chấn quá thì mình cho nó hơi định tĩnh lại tí, còn lúc nào mình thấy nó định tĩnh quá thì mình lại hơi chăm chú lên một tí. Và phải thực hành một thời gian rất là lâu, rất là dài rồi mới thiện xảo được trong cái cách quân bình này, quân bình giữa tinh tấn với định này, để nó không rơi vào cái thụ động tĩnh thái quá. Thụ động tĩnh thái quá thì nó hay hôn trầm, còn nếu như tinh tấn thái quá thì nó hay trạo cử và nó mệt mỏi thân tâm. Và dần dần mình sẽ quân bình được hai cái này, giữ tâm ở cái mức trung bình vừa vừa, thì tâm nó có đủ cái sự định tĩnh, nó có đủ cái sự sáng suốt,
thì nó sẽ đạt được cái sự hỷ lạc tinh an, an lạc định tĩnh hơn. Thì đấy, thì mình phải biết cái thiện xảo trong quân mình, 5 căn, 9 tấn niệm định tuệ và quân mình thất giác chi. Nếu như ai thiện xảo được cái quân mình ấy thì nó sẽ ít rơi vào những cái trạng thái nó là quá tinh tấn hoặc quá giải đãi, thì cái sự định ấy nó sẽ tiến bộ hơn nhiều. Và sau cái thời định ấy, mình ngồi thiền, mặc dù cái lúc ngồi thiền nó có nhiều cái phóng dật, nó có nhiều năng sang thì đó là chuyện bình thường thôi, nó hoặc là có nhiều hoặc có ít, nhưng khi xả thiền ra thì mình sẽ cảm thấy rất là an vui, an ổn, hỷ lạc, thì đương nhiên là nó vẫn có. Chứ không phải nó không có. Tâm của mình sau khi một thời thiền thì mình sẽ cảm thấy nó rất là sáng suốt, nó rất là thanh tịnh, định tinh, thì cái điều đó là có, dù là mình mới tập thiền hay tập lâu ngày rồi thì nó cũng đều có cái trạng thái đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ly ạ. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con thấy hiện nay việc tổ chức lễ dâng y, ca thi lá hàng năm thiên về hình thức. Nhiều chùa dư thừa y, phải có kho để chứa. Hàng năm tới mùa dâng y lại phải mang y chưa dùng tới ra cho Phật tử thỉnh mua lại, rồi lại dâng cúng dường. Mặc dù trong kinh Đức Phật dạy, cúng dường y ca thi lá phước báo thù thắng, nhưng thực tế hiện nay con cảm thấy thiếu thực tế, quá dư thừa nên con có tâm lý không muốn tham gia dâng y hàng năm nữa, mà con chỉ cúng dường tứ vật dụng bất kể thời điểm nào, miễn là đúng lúc, đúng nơi, có nhu cầu để hộ độ chư tăng. Xin sư cho con biết suy nghĩ và cách làm của con như vậy có phải là chánh kiến không? Con xin tri ân sư ạ. Cái y ca thi lá thì nó khác với các cái y thường. Y ca thi lá thì chỉ có một cái tấm y thôi, chỉ có một y là ca thi lá, tức là nếu là cái y thượng hoặc là một cái y hạ hoặc là một cái y tăng giản lê thì chỉ một trong ba cái đấy là y ca thi lá. Và trong một ngôi chùa đấy, dù là có một vị an cư hay có 10 vị hay có 100 hay 1.000 hay đến 10 hàng trăm nghìn vị an cư thì chỉ có một cái lá y đấy được gọi là ca thi lá thôi. Và trong một cái ngôi tịnh xá đấy sẽ cử ra một vị để thọ thì cái y ca thi lá đấy, và tất cả chư tăng sẽ đồng hoan hỷ với cái y ca thi lá ấy, và tất cả các phật tử cúng dường cái y ca thi lá ấy chung với nhau rồi cùng hoan hỷ với nhau để được hưởng cái phước đồng đều như nhau. Vậy thì y ca thi lá không có nhiều, nó chỉ có một lá y thôi, một tấm y duy nhất mà thôi. Trong một cái ngôi chùa đấy, một cái mùa an cư đấy chỉ được nhận một cái tấm y duy nhất, đấy là y ca thi lá. Còn những cái y khác được gọi là y thường. Những cái y thường thì mọi người cúng dường bất lúc nào cũng được, cúng dường vào lễ dâng y ca thi lá cũng được, cúng dường vào những ngày thường cũng được, thì đấy được gọi là những cái tấm y thường. Thì vì bây giờ cái công nghệ may mặc nó quá là dễ dàng nên người ta may ra rất nhiều y, không khó khăn như ngày xưa. Nhất là ngày xưa thì người tu thì rất là đông, có những ngôi chùa hàng trăm người, hàng nghìn người tu. Mà cái thời đấy thì để may nên được cái bộ y thì nó rất là lâu dài, mất thời gian và khó khăn. Thậm chí các Phật tử thường cúng dường vải, rồi các vị sư phải tự mình may y. Như thời Đức Phật vậy, các vị sư chủ yếu phải tự mình may y. Rồi mãi về sau này là các Phật tử mới biết may y thì sẽ hay là hiểu cái luật may y thì may y để cúng dường. Thì cái đấy là tùy tâm. Trong luật thì Đức Phật không có hạn chế cái việc nhận y. Một người có thể nhận tới một bộ y, ba bộ y, 100 bộ y, 1.000 bộ y cũng được. Nhận cái chữ thọ nhận thì không có giới hạn, nhưng sử dụng thì có giới hạn. Vì ấy chỉ được phép dùng ba y chính hoặc là một số y phụ nữa. Còn lại thì cái vị ấy phải xả cái y đó. Xả y đó thì có hai hình thức, đó là xả thì phải có một cái nhà kho để chứa. Thì trong cái kho chứa ấy là dùng chung cho chư tăng ở trong cái chùa đó. Ai khi nào thiếu thì đến cái vị quản lý kho đấy để xin để sử dụng. Nhưng mà có những cái ngôi chùa thì đông chư tăng thì có thể thọ dụng hết, nhưng mà có ngôi chùa quá ít chư tăng thì y sẽ dư thừa lại rất là nhiều, càng nhất là về thời nay thì càng dư thừa ra rất là nhiều. Thì cái điều đó nó cũng không tránh khỏi được. Vậy nên là nếu như mà một cái người nào đó thấy thì rằng là những cái gì nó thiết thực thì mình nên cúng, có thể nó thừa này nhưng chưa lại thiếu cái khác, thì mình biết rằng những cái gì nó thiết thực nhất cúng dường mà biết có cái trí tuệ ấy, biết nhìn nhận rằng cái gì nó cần thiết, cúng dường nó đúng thời, cúng dường đúng lúc, cúng dường đúng cái nhu cầu sử dụng, đúng cái người cần,
thì cái sự cúng dường ấy nó đi kèm với trí tuệ như vậy thì nó sẽ thù thắng hơn. Thì cái điều đó là tốt, chứ mình cũng quá nhiều những cái mà các vị không dùng đến thì nó cũng hơi uổng phí. Vậy thì mình hãy cúng dường những cái gì mà nó có cái sự thiết thực, thọ dụng, thọ nhận thì càng tốt. Thì cái điều đó cũng là một cái sự nhìn nhận đúng, có trí tuệ chứ không phải là sai lầm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, khi một chúng sanh đi tục sinh, do nhân gì khiến cho chúng sanh đó tục sinh bằng tâm quả đại thiện ly trí ạ? Tâm quả đại thiện ly trí và tâm quả đại thiện hợp trí khác nhau ở đâu ạ? Cái người nào mà khi mình có những cái hành động ấy, những cái hành động mình tạo nghiệp mà nó không có trí tuệ, rồi cái khi mình chết cái tâm nó bắt vào cái hành động đấy, thì lúc đấy mình sẽ đi tục sinh với cái tâm đại thiện mà ly trí. Ví dụ như một cái người bố thí nhưng người ta không hề có cái trí tuệ đi kèm với cái hành động bố thí đấy, như là người ta chỉ có cái tâm bố thí thôi mà người ta không có suy xét đến cái quả báo của cái việc bố thí này, người ta không biết rằng bố thí này sẽ được quả báo gì cả. Có thể là do người khác xúi giục và là hãy đi làm bố thí đi, hãy đi làm cái việc này, đi làm việc kia, và người ta chỉ biết cái hành động đấy thôi. Người ta cũng có cái tâm thành kính nhưng không có cái trí tuệ suy xét trong cái lúc làm việc bố thí ấy. Người ta không biết suy xét đến cái bản thân mình làm việc bố thí, hay là cái vật thọ thí là cái gì, hay là cái người thọ nhận vật thí là cái đối tượng như thế nào cả, và cũng không suy xét đến cái quả báo tương lai cái việc thọ thí này nó có quả hay không. Hay nhất là những cái người mà không có tin nhân quả thì người ta có những cái hành động thiện nhưng thường thường nó không đi kèm trí tuệ. Và khi chết người ta bắt vào cái hành động, người ta bắt vào cái nghiệp thiện đấy, thì cái nghiệp thiện đấy là ni trí, mà người ta sinh ra ở đời là cái người nhị nhân, không có trí tuệ. Còn có những người khi mà người ta làm gì người ta cũng luôn luôn đi kèm với trí tuệ, như là khi giữ giới người ta cũng suy biết rằng cái giữ giới này nó có mục đích gì, có ý nghĩa gì, có công đức gì. Thì bố thí người ta cũng biết bố thí này nó có mục đích gì, có ý nghĩa gì, có công đức gì, có cái ước nguyện gì. Khi làm một cái việc gì cũng thế, thì người ta cũng luôn luôn có suy xét, có cái chánh kiến ở trong đó, có cái sự hiểu biết, nhìn nhận, nhận thức đúng cái công việc mà mình đã làm ấy. Thì cái người ấy đang tạo ra một cái nhân là thiện tâm hợp trí tuệ, và khi chết vị ấy bắt vào cái thiện nghiệp nó cùng có trí tuệ đi kèm ấy, cho nên người ta sẽ có cái tâm tục sinh ở cái kiếp sau là cái người tam nhân vô tham sân. Thì đấy là nó khác nhau là như vậy, nên là có cái người có tục sinh là ni trí, và có người có cái tục sinh là có trí, là như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, cần gieo nhân gì để có thể đi tục sinh là người tam nhân ạ? Để mà có tục sinh là người tam nhân thì mình luôn luôn phải khởi lên cái thiện tâm hợp trí tuệ. Thì cứ làm cái việc gì mình cũng phải có cái trí tuệ đi kèm ở trong đấy. Vậy thì đời này mình cần phải trau dồi trí tuệ cho nhiều. Thì lúc đấy khi mình có cái hành động gì nó mới đi kèm trí tuệ. Cái trí tuệ này chỉ cần mình có văn tuệ thôi, nghe pháp nhiều, học pháp nhiều, suy tư về giáo pháp nhiều. Và nếu như có thể nữa thì mình nên thực hành pháp ấy bằng cách giữ giới, hành thiền. Nhất là với những cái pháp như là pháp thiền thì nó luôn luôn đi kèm với trí tuệ. Nếu như một cái người nào trú được ở trong các tầng thiền thì các cái pháp thiền đấy không bao giờ nó ni trí. Còn đối với những cái pháp thiện dục giới này, như mình giữ giới, bố thí, làm những cái việc thiện này, thì có lúc nó đi kèm trí tuệ mà có lúc nó không có trí tuệ. Nhưng nếu như một cái người nào hành thiền có chánh niệm, có tỉnh giác cao thì cái người đấy sẽ có cái trí tuệ mạnh, và khi xả thiền ra rồi người ta làm cái việc gì người ta cũng dễ dàng có cái tỉnh thức, có chánh niệm, có cái hiểu biết đúng ở trong đấy, thì nó sẽ đi kèm trí tuệ nhiều. Vậy thì cái nhân để mình có được cái tục sinh ở tương lai là người tam nhân là nhân ngồi thiền bây giờ. Bây giờ chịu khó ngồi thiền và chánh niệm tỉnh giác nhiều vào. Khi mà chánh niệm tỉnh giác nó mạnh lên, trí tuệ nó mạnh lên thì chắc chắn sau này mình sẽ tạo ra được những cái thiện nghiệp có trí tuệ đi kèm, mình sẽ trở thành người tam nhân. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tại sao tâm tục sinh, tâm tử và tâm hộ kiếp lại có cùng một cảnh đồng sở hữu tâm, cùng bắt một cảnh quá khứ chung? Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ.
Khi mà cận tử ở cái kiếp này, khi mà cận tử ở kiếp này thì nó sẽ có cái nghiệp nghiệp tướng hoặc tú tướng nó sẽ khởi lên ở cái thời điểm cận tử ấy. Và cái lúc đấy, cái cảnh đấy nó là cái nghiệp luôn và sinh ra cái phiền não luôn của mình nữa. Rồi sau đó là cái tâm tử ở cái kiếp đấy chết đi, rồi cái tâm tục sinh ở cái kiếp sống mới này sinh nên bắt vào cái cảnh cận tử ở cái kiếp trước đó. Rồi cái tâm tục sinh ấy nó chỉ khởi lên một sát na thôi, nó khởi lên một sát na rồi nó diệt đi, và những cái sát na tiếp theo thì nó không gọi là tục sinh nữa, nó vẫn là cái dòng tâm ấy, nó vẫn là cái tâm quả ấy. Cái tâm tục sinh là tâm quả, tâm hữu phần hậu kiếp đó, Pavanga đó cũng là tâm quả, mà đến cái tâm tử ở cái kiếp đấy nó cũng là tâm quả. Thì cả ba cái nội tâm ấy chia chẻ ra thì nó thành ba quá trình, nhưng thực sự nó chỉ là một mà thôi. Nên chẳng qua là cái sát na đầu tiên thì gọi là tục sinh, cái sát na cuối cùng thì gọi là tâm tử, còn tất cả những cái sát na tồn tại trong suốt kiếp sống ấy thì được gọi là hậu kiếp. Nó cùng một cái tâm quả ấy nhưng mà có ba giai đoạn, vì nó sinh lên ở ba giai đoạn cho nên nó có ba tên gọi khác nhau mà thôi. Vậy thì cái sát na đầu tiên gọi là tục sinh, còn nó cũng là cái cảnh đấy, nó cũng là cái tâm đấy, nó sinh lên ở những cái sát na tiếp theo thì được gọi là tâm hậu kiếp. Mà cái tâm hậu kiếp này thì nó diễn ra suốt cuộc đời mình, cứ mỗi một nhất là trong lúc ngủ mình chìm vào cái tâm hậu kiếp, lúc mà mình ở trong bào thai mình luôn luôn chìm vào trong cái tâm hậu kiếp đó, hay là những cái lúc mà các cái tâm của mình nó sinh lên rồi nó diệt đi rồi nó lại chìm vào hậu kiếp. Cái tâm hữu phần đó, nó khi mà mình khởi lên một cái tâm khác thì cái hữu phần đó nó lướt qua, hữu phần rung động, hữu phần dứt dòng, rồi một cái ý môn hướng tâm nó mới khởi lên. Rồi sau đó thì các cái nộ tâm về xong ngũ song thức, về ngũ thức, nhãn nhĩ ý thị thiệt thân thức hoặc là ý thức, sau này nó mới khởi lên theo. Rồi sau khi mà những cái nội trình tâm ấy nó diệt đi thì nó lại chìm vào hữu phần, rồi khi mà nó khởi lên một cái tâm khác thì nó lại hữu phần nó lại dứt dòng và nó lại khởi lên các cái dòng tâm khác, nó cứ liên tục đổi thay như vậy trong suốt kiếp sống ấy, được gọi là tâm hữu phần, tâm hậu kiếp. Rồi đến cái giai đoạn cuối cùng khi mà cái kiếp sống này chết đi thì cái tâm hậu kiếp ấy nó sinh lên ở cái sát na cuối cùng, ở cái thời điểm cuối cùng của cái kiếp này thì nó được gọi là tâm tử. Vậy thì cũng cùng một cái tâm quả, có cùng một cái một cảnh là cái nghiệp cận tử ở kiếp trước ấy. Và nó diễn ra từ cái giai đoạn đầu đời cho đến cuối đời. Thì cái sát na đầu tiên gọi là tâm tục sinh, sát na cuối cùng thì gọi là tâm tử. Còn lại tất cả những cái sát na nó sinh lên ở cái khoảng giữa từ tục sinh cho đến tâm tử ấy thì được gọi là tâm hậu kiếp hay tâm hữu phần. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sinanda. Thưa sư, xin sư cho con hỏi cách làm thiện như thế nào để có quả thiện, vô nhân, nhị nhân và tam nhân ạ? Các cái làm thiện mà nó chỉ sinh nên cái quả vô nhân thì cái một cái gọi là cái người đấy làm một cái việc gì đó nó quá là hời hợt, nó quá hời hợt, tức là cái vị đó có làm cái việc đấy nó chỉ khởi nên một cái đến một cái tâm, nó là cái tâm quan sát thôi mà nó chưa khởi nên những cái tốc hành tâm. Tức là vị đó có thấy, có biết là mình đang làm nhờ cái việc thiện đó, nhưng mà vì cái tâm nó không có chú trọng, cái tâm nó không có tận tâm, vì nó có nhiều cái tạp niệm, hoặc là vì vị đó không có quan trọng cái việc đó, vị đó quá là sao nhãng với cái công việc đó, cho nên là cái vị đấy sẽ thành tựu được cái thiện nghiệp đấy với cái tâm quan sát, với một cái tâm quả thiện không có nhân, tức là nó không có vô tham, vô sân, vô si, mà nó không có tham sân si ở trong đấy, cho nên được gọi là vô nhân. Thì nếu mà một cái pháp bất thiện thì nó cũng có nhân là tham hoặc là sân hoặc si, còn cái pháp thiện thì nó phải là vô tham, vô sân, vô si. Còn bởi vì nó chỉ dừng lại cái tâm quan sát thì nó chỉ có 11 đến 12 tâm, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giả, là hết, hoặc là nó có cái tâm hỷ nữa, hoặc là nó thọ hỷ hoặc là thọ xả mà thôi. Thì bởi vì nó chỉ có bằng đấy cho nên nó không có cái tham sân si và vô tham sân si vô si trong đấy, cho nên nó gọi là tam nhân,
à, không có, nó gọi, cho nên gọi là cái tâm vô nhân. Và nếu như vị ấy mà khi chết mà cái tâm nó bắt vào cái nghiệp, mà trong cái lúc mình đang làm việc thiện với cái sự hời hợt ấy, với cái sự vô cảm ấy, với cái sự không có tác ý, không có chú tâm ấy, không có tác ý rõ ràng ấy, cho nên là những cái tốc hành tâm nó không khởi nên ấy, thì vị ấy sẽ đi đầu thai trở thành một cái chúng sinh vô nhân. Một cái chúng sinh vô nhân bởi vì cái lượng tâm nó quá ít như vậy, cho nên là cái bào thai ấy sẽ bị khiếm khuyết, và bởi vì nó không có thể phát triển cả 6 căn đầy đủ được, thì cái việc sinh ra có thể sẽ bị mù điếc ngọng câm bại liệt tâm thần gì đó, nó sẽ thiếu mất 1 trong 6 căn. Cho nên cái người nào mà sinh ra nó không đầy đủ 6 căn ấy, thì cái người đấy thường thường là đi đầu thai với cái tâm thiện quả, với cái tâm quả thiện vô nhân này, tức là cái người đấy có tạo cái thiện nghiệp mà thiện nghiệp nó quá hời hợt yếu ớt, mà không phải là cái hành động cái việc làm nó nhỏ, mà do cái tâm lý chú trọng vào cái công việc đó nó quá yếu quá nhỏ. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất sinh ra một cái ở trên người, đời có cái người sinh ra cái tâm quả thiện vô nhân. Còn cái người tâm quả nhị nhân là cái người đấy làm thì có để tâm, cho nên là có tác ý biết là mình đang làm thiện nhưng lại không có trí tuệ, tức là không có mục đích, không có rõ ràng cái ý nghĩa, không có rõ ràng cái hiểu về cái kết quả của cái việc này, hay là không, hay là cái người đấy không tin vào nhân quả nghiệp báo gì cả, mà nhưng là vị đó có cái sự hoan hỷ, có cái sự tận tâm trong cái công việc làm ấy, thì cái việc làm đấy được gọi là cái việc ni chí, tức là cái thiện, cái tâm thiện không có chí. Khi mà vị ấy chết mà cái tâm cận tử nó bắt vào cái nghiệp thiện ni chí này thì sẽ sinh ra trở thành người nhị nhân, vô tham vô sân nhưng mà không có trí tuệ. Còn những người nào khi làm cái việc thiện gì người ta để toàn tâm toàn ý vào đó, rồi người ta có cái sự hiểu biết, người ta có cái sự suy xét, người ta biết về nhân quả của những cái việc đó, thì cái việc làm đó là thiện tâm hợp trí tuệ. Và khi chết cái tâm cận tử nó bắt vào cái nghiệp mà nó có trí tuệ đi kèm ấy, thì cái tâm tục sinh ở cái kiếp sau có đầy đủ tam nhân, là vô tham vô sân vô si, và vì ấy là người tam nhân. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sinanda. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, có phải năm loài chúng sinh còn lại trong lục đạo chỉ là các cõi giới để tỏ hưởng quả từ kiếp trước và không tạo ra nghiệp mới, còn nghiệp thiện hay bất thiện mới chỉ có thể tạo ra ở cõi người, như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Câu này sai này, nó chỉ đúng với một vài trường hợp thôi, ví dụ như là chúng sinh ở dưới địa ngục thì luôn luôn thọ quả mà không có tạo được cái nghiệp gì, nhưng mà đôi khi người ta cũng tạo được ý nghiệp chứ không hoàn toàn là không tạo được nghiệp gì nhé. Đôi khi là chúng sinh ở dưới địa ngục mà gặp Diêm La, vị ấy có thể gợi nhớ những cái công đức mà mình đã làm, và nếu như cái người nào mà nhớ lại được những cái công đức mình đã làm, hoan hỷ với cái công đức ấy, vị ấy cũng có thể thoát ra khỏi địa ngục được. Vậy thì ngay cả những chúng sinh mà xuống địa ngục mà người ta còn tạo ra được ý nghiệp mà, vậy người ta không hoàn toàn là thọ quả, người ta vẫn gieo được nhân. Hay là chúng sinh sinh làm ngạ quỷ thì người ta không có tạo ra được những cái thiện nghiệp bằng thân bằng khẩu, nhưng người ta tạo được thiện nghiệp bằng khẩu bằng ý, tức là khi thấy người khác làm phước người ta sa thú lành thay đấy, thì người ta vẫn có thể nhờ cái công đức ấy mà người ta thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ ấy. Vậy thì cũng không phải là những chúng sinh ấy là thuần thọ quả, họ vẫn gieo nhân được. Và cả những loài súc sinh cũng vậy, có những loài súc sinh họ vẫn tạo được thiện nghiệp, nhưng có chúng sinh thì cũng biết tùy hỷ hoan hỷ với những cái thiện nghiệp. Ví dụ như là thời Đức Phật đang thuyết pháp, có con ếch nghe được cái âm thanh những bài pháp của Đức Phật, lúc đấy có người chăn bò đến đạp chết nó, bằng từ cái công đức, từ cái âm thanh nghe pháp ấy, cái hoan hỷ với cái lời pháp của Đức Phật mà nó ếch sinh làm chư thiên, là một vị thiên nam ngay tức thì đấy cũng là súc sinh vẫn tạo được nghiệp. Còn các vị chư thiên ở các cõi trời thì còn tạo được nghiệp thù thắng hơn, các vị ấy còn đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn, hay tạo được những cái thiện nghiệp mà cũng tạo được chứ không phải không tạo được. Chỉ có điều là ở cõi người này tạo thiện nghiệp nó dễ hơn, nó phong phú hơn, nó rõ ràng đầy đủ hơn các cõi khác mà thôi. Như ở cõi người này
có thể bố thí được vì mình có tài sản để bố thí. Còn ở địa ngục các quỷ súc sinh không có tài sản nên khó bố thí. Ở cõi người này có thể giữ giới được bởi vì mình cái cơ hội thiện ác nó đầy ở bên cạnh mình có thể lựa chọn bỏ ác làm lành là mình thành tựu được cái hạnh giữ giới. Còn ở các cái đọa xứ địa ngục các quỷ súc sinh nó toàn là bất thiện và nó rất là khó làm lành, khó tạo ra được những cái thiện nghiệp, nó khó hơn ở cõi người thôi chứ không phải không, có tạo được nhưng nó ít hơn. Còn ở các cõi chư thiên mà để bố thí thì khó vì chẳng ai là cái người nhận thọ thí cả. Để giữ giới thì cũng khó vì cái cơ hội phạm giới nó cũng ít hơn ở cõi người. Nhưng mà họ có thể tu những cái thiện nghiệp về trí tuệ thì như nghe pháp hay là hành thiền thì người ta lại lại còn dễ dàng hơn ở cõi người. Vậy thì cõi nào cũng gieo nhân và cũng có cái hưởng quả hết. Thì có cái là cõi người thì gieo cái nhân thiện ác nó dễ dàng hơn, gieo những cái thiện nó cũng dễ mà ác cũng dễ hơn. Cho nên ở cái cõi người thì gieo nhân nó phong phú mà hưởng quả nó cũng phong phú. Còn các cõi khác người ta không hoàn toàn chỉ là quả, người ta cũng vẫn gieo được nhân, nhưng mà để các cái cõi khổ hơn cõi người thì gieo nhân lành nó khó mà gieo nhân bất thiện thì nó dễ, bởi vì người ta sinh ra những cái bất thiện trong tâm nó rất là dễ mà sinh ra cái tâm thiện thì nó khó hơn mà thôi chứ không phải là không. Vậy thì cõi nào cũng đều có nhân có quả hết chứ không phải là chỉ cõi người mới có nhân quả, còn cõi khác chỉ có quả mà cõi khác của họ cũng vẫn có nhân. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Long ạ. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi, một thiền sinh có bắt buộc phải học vi diệu pháp không ạ? Vi diệu pháp hỗ trợ cho việc hành thiền trong giai đoạn nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người mà học vi diệu pháp rồi hành thiền thì vị ấy sẽ có cái sự hiểu về cái pháp hành đó một cách dễ dàng hơn, tức là cái vị đấy sẽ ít lệ thuộc vào cái vị thầy hơn là một cái người không học vi diệu pháp. Một cái người không học vi diệu pháp vẫn hành thiền được, vẫn nếu như vị đó ít phiền não tham sân si thì vị đó mới thành tựu được pháp thiền. Còn có người học vi diệu pháp nhiều nhá mà phiền não tham sân si nhiều, hoặc là vị đó tham ái chấp thủ với cái pháp học của mình, những ngã mạn với pháp học của mình thì cũng chẳng hành thiền được. Còn có những người chẳng biết gì về diệu pháp vẫn hành thiền được, nhưng mà cái vị đấy không học vi diệu pháp thì vị ấy luôn luôn phải chỉnh pháp và phải thực hành dưới sự chỉ dạy hướng dẫn của một cái vị thầy có cái kinh nghiệm về pháp hành một cách rõ ràng, tức là vị ấy phải có cái kinh nghiệm về pháp hành đấy, thông thạo cả về pháp hành và pháp học một cách rõ ràng thì mới hướng dẫn cho người khác hành cho nó đầy đủ rõ ràng về cái lộ trình tu tập được. Vậy thì cái sự thực hành thiền ấy với một người học vi diệu pháp rồi có thì cũng tốt, nhưng với một người chưa từng học vi diệu pháp vẫn hành được chứ không phải là cái người không học mà không hành được. Vậy thì cứ người đã thực hành rồi học rồi thì cũng cứ thực hành thiền, và còn người chưa nào chưa từng học vi diệu pháp cũng cứ yên tâm mà hành thiền vẫn hành được chứ không phải là không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả cư sĩ áo trắng ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong kỳ kết tập kinh điển đầu tiên, con được nghe có 500 vị A-la-hán tham gia, còn các kỳ kết tập sau thì thành phần được tham gia là như thế nào ạ? Con nghe nói là có cả các vị sư không theo đạo Phật nguyên thủy tham dự. Điều này đúng hay sai thưa sư? Con xin kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Tập kinh điển lần thứ nhất sau Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng do ngài Maha Kassapa khởi xướng có 500 vị tỳ kheo với sự hộ trì của vua A Dật Thế thì đấy là cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất thì diễn ra như thế thì rất là đơn giản, 500 vị đều là A La Hán, ngay cả ngài A Na lúc đầu chưa chứng A La Hán thì không được tham dự, nhưng sau đó đến cái đêm cuối cùng thì ngài cũng chứng A La Hán và đầy đủ 500 vị để chúng tuyên lại kinh Luận Luận. Thì đến cái tập kinh điển lần thứ hai thì cũng cách 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn
thì cũng có các vị A-la-hán. Và kết tập kinh điển lần thứ ba diễn ra ở Tích Nan, thì lúc ấy cũng có hàng nghìn vị A-la-hán. Thì đã là các bậc A-la-hán thì đều là trong giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật, không có cái vị nào từ sơ quả đến nhị quả, tam quả, tứ quả, thì đều là các cái vị trong giáo pháp của Đức Phật hết. Rồi đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư cũng ở Tích Nan, cách Đức Phật nhập Niết Bàn 300 400 năm sau, thì cũng dưới cái cũng là các bậc A-la-hán, cũng 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 là các bậc A-la-hán kết tập cái kinh điển này, thì cũng đều là trong giáo pháp. Và cái lúc này chưa phân chia thành các hệ phái, chưa phân phái một cách sâu rộng, tức là lúc này chưa có đại thừa tiểu thừa gì cả, tất cả đều còn làm giáo pháp giống như là giáo pháp nguyên thủy bây giờ, vẫn còn lại lúc đấy chưa có phân phái là Nam tông Bắc tông, và lúc đấy tất cả đều còn là giáo pháp nguyên bản của Đức Phật. Rồi từ sau đó, sau cái thì kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư đó, cách 100 200 năm sau gì đó, thì lúc đấy mới phát sinh ra những cái hệ phái hơn. Mà cũng cái nguyên nhân để kết tập kinh điển lần những cái lần lần sau ấy, cũng bắt đầu phát sinh ra một số giới luật không được chân chánh. Ví dụ như có một số vị tỳ kheo trẻ thì bắt đầu cũng y vào cái lời Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn ấy, nói rằng nếu sau này muốn chư tăng có thể bỏ đi một số giới luật nhỏ nhặt. Vì vậy cho nên một số vị tỳ kheo cũng đã bỏ đi một số giới luật nhỏ nhặt, ví dụ như là bỏ đi cái giới giữ tiền, vì các vị ấy nghĩ rằng thời thế đã thay đổi, bây giờ các vị tỳ kheo thọ nhận tiền giữ tiền cũng là cái chuyện có thể chấp nhận được, và một số vị đã làm như thế. Và một số vị thì nghĩ rằng muối có thể nhận và dùng qua đêm được, có thể trữ qua đêm được. Đấy là một số cái nữ giới nó rất là nhỏ nhặt thôi. Thì lúc đấy các vị trưởng lão bắt đầu cũng có cái sự lo lắng rằng là có một số vị đã rể ruôi trong những cái pháp hành, có thể những cái pháp ô nhiễm này sẽ lớn lên và sẽ làm cho giáo pháp bị mai một, cho nên đã khởi xướng kết tập kinh điển. Thì cái sự kết tập kinh điển ấy nguyên nhân là cũng phát sinh từ một số những cái quan điểm về giới luật là nên giữ nguyên như thời Đức Phật hay là có một cái sự thay đổi. Thì sau cái từ kết tập kinh điển lần thứ tư ấy thì bắt đầu có cái sự chia rẽ. Có một số vị thì vẫn cứ thực hành theo cái lối đổi mới của mình, đó là coi nhẹ về giới luật đi và phát sinh ra nhiều những cái tư tưởng mới hơn, như là dấn thân hành Bồ Tát đạo nhiều hơn là thực hành cái pháp giới định tuệ đi đến giải thoát, nên là đôi khi là chú trọng về truyền bá Phật pháp, chú trọng về cái việc đi quảng bá truyền bá làm cho Phật pháp lan truyền đi khắp nơi, chú trọng về cái pháp đó và không chú trọng về cái sự độc cư hành thiền nữa. Thì dần dần nó sinh ra hai hệ phái như vậy, gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Thì các vị cứ giữ nguyên cái giáo pháp của Đức Phật, không thay đổi một tí nào, thì được gọi là các vị thượng tọa bộ, đó là các vị trưởng lão, và giữ nguyên được cái pháp nguyên thủy như thời bây giờ, còn gọi là Phật giáo nguyên thủy, là giữ luôn những giới luật và những cái giáo pháp, pháp học, pháp hành, không thay đổi cái gì đối so với thời Đức Phật, thì được gọi là Phật giáo nguyên thủy. Còn một số thì bắt đầu có cái sự thích đổi mới, thích phát triển, phát sinh ra những tư tưởng mới, chú trọng về hành Bồ Tát đạo, dấn thân nhập thế hơn, và thay đổi cả những lời dạy và phát sinh ra những cái bộ kinh Đại Thừa về sau này. Thì những cái hệ phái ấy về sau được gọi là Đại Thừa hay là gọi là Phật giáo phát triển. Bắt đầu những cái bắt đầu sinh ra hai hệ phái, thì hệ phái phát triển bắt đầu truyền về phương Bắc, rồi truyền sang Trung Quốc gọi là Phật giáo Bắc truyền. Còn các vị đại trưởng lão, đại chúng, các vị thượng tọa bộ trưởng lão thì truyền về phương Nam của Ấn Độ, được gọi là Phật giáo Nam truyền. Cho nên là bây giờ mới có Phật giáo Nam tông Bắc tông, hay Nam truyền Bắc truyền, hay là Phật giáo nguyên thủy phát triển, là bắt đầu phát sinh ra từ những cái thời điểm đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Liên Hoa. Con kính bạch sư, thưa sư, con xin có câu hỏi. Một người bạn của con có nói, có ba loại ái,
dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Người kia lại nói, ba loại ái là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Vậy điều nào là đúng ạ? Con cảm ơn sư ạ. Hai cái này đều giống nhau nhá. Dục ái là những cái tham ái về cái cõi dục giới này, là cõi chư thiên dục giới, cõi người và những cái cõi thấp hơn cõi người này thì đều cõi dục, và mình tham ái với cái cảnh trần đấy, sáu căn nó tham ái với sáu trần đấy thì gọi là dục ái. Còn sắc ái, vô sắc ái thì nó cũng trùng với hữu ái, vô hữu ái. Hữu ái với sắc ái là như nhau, tức là nó là cái đấy là gọi là tham ái với cõi phạm thiên, từ cõi sơ thiền lên đến cõi tứ thiền được gọi là hữu ái, mà cũng gọi là sắc ái, vì cái cõi nó có cái sắc thân cho nên nó gọi là có cái sự hiện hữu, cho nên là có cái chỗ cho có bài kinh thì gọi là sắc ái, có bài kinh thì gọi là hữu ái. Thế là cái này nó tùy theo cái người phiên dịch ra tiếng Việt thôi. Còn cũng giống nhau, hai cái này thì cái nghĩa là giống nhau. Còn vô hữu ái với lại vô sắc ái, đấy là cõi phạm thiên vô sắc, là cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cái cõi ấy được gọi là hữu, vô hữu ái cũng được, mà cái cõi vô sắc cũng được. Thì hai cái cách nói cũng giống nhau chứ không khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con thường vừa làm việc, vừa chú tâm vào hơi thở, nhưng nó khá mờ mạt. Và lúc được, lúc không, xin sư từ bi chỉ dạy cho con làm sao để chú tâm được liên tục vào hơi thở trong khi làm việc và pháp môn nào dễ tu tập nhất trong các hoạt động hàng ngày ạ. Con xin tri ân công đức của sư ạ. Tâm của mình nó không thể làm việc một lúc hai đối tượng được. Lúc mà nó để tâm vào công việc thì nó không thể chú tâm trên một cái pháp thiền, hay là lúc mình chú tâm trên pháp thiền mình không thể làm các công việc khác. Muốn chú tâm liên tục trên hơi thở mình phải ngưng nghỉ tất cả các cái việc làm để chuyên tâm hành thiền thì mình chú tâm liên tục được. Còn những cái lúc mình làm việc, những cái công việc khác mà những cái việc nó đơn giản, nó nhẹ nhàng ấy, thì thỉnh thoảng mình cái tâm nó vẫn còn có cái thời gian rảnh rỗi, vì cái công việc ấy nó dễ dàng, nó đơn giản, cho nên mình không cần toàn tâm toàn ý vào công việc, cho nên là thỉnh thoảng cái tâm của mình nó vẫn còn có cái khoảng trống, thì mình đi thực hành thiền trong cái khoảng trống đó thì được, có giữ cái chánh niệm tỉnh giác một chút xíu rồi lại hướng về công việc. Còn có những người, người ta làm những cái công việc người ta đòi hỏi cái sự tập trung cao, không thể nơ nà, không thao nãng được, thì cái lúc đấy người ta không thể là chú tâm trên hơi thở được. Như người đi đường hay là những người làm việc nó cần độ chính xác cao, thì người ta không thể nào vừa hành thiền vừa làm việc được. Đã hành thiền thì phải nghỉ làm việc, còn đã làm việc thì đương nhiên phải nghỉ hành thiền. Còn chỉ trừ những người người ta đi lại hoặc là người ta làm những việc quá đơn giản thì người ta vẫn có thể hành thiền được. Chứ còn không phải là việc gì mình không nên cầu kỳ nặng nề quá. Cả trong cái lúc mình đang làm việc ấy, thì không nhất thiết là mình phải chú tâm trên hơi thở quá mức, mà chỉ cái lúc nào mình rảnh rỗi mình hãy chú tâm trên công việc, trên hơi thở thôi. Còn những cái lúc ấy mình có thể thực hành những cái pháp khác, pháp vị quán, như là vừa làm việc vừa niệm ân đức Phật, hoặc là mình niệm về rải tâm từ, hoặc là mình niệm về sự chết, niệm về sự sinh già bệnh chết. Có thể có những cái pháp tùy niệm như vậy, mình khởi lên mình lựa chọn một cái pháp nào đó, và cả lúc ấy mình nghe pháp, mình ôn lại những cái pháp học, tưởng lại nhớ lại những cái bài kinh, những câu kinh Đức Phật đã dạy. Trong cái lúc mình làm những cái công việc mà nó không quá chú tâm ấy, thì cũng là chánh niệm, cũng là tỉnh giác, cũng là làm cho cái nội tâm mình được thanh tịnh, cũng bớt khởi lên những cái tâm bất thiện, cũng bớt khởi lên những cái phiền não tham sân si. Thì tất cả các cái pháp Phật đều mình đều có thể áp dụng được. Mình có kiến thức về pháp học thì mình ôn lại pháp học, mình có kiến thức về pháp hành thì mình hay khởi lên một cái pháp hành nào đấy mà mình cảm thấy dễ dàng phù hợp nhất, thì mình thực hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Hiện nay nhiều nơi có nói về luân xa, xin sư chỉ dạy cho con Đức Phật có nói về luân xa không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thời Đức Phật thì có rất là nhiều những cái tà pháp, những cái pháp tà môn ngoại đạo ấy, người ta đầy đủ những cái pháp tu tập ấy, những cái pháp tu của ngoại đạo,
về những cái pháp khổ hạnh ép xác này, thì những cái tà thuật, những cái tà chú đều có hết, nhưng mà Đức Phật thì không có dạy những cái pháp ấy. Đức Phật chỉ có dạy về cái pháp thiền chỉ và thiền quán thôi. Còn cái pháp luân xa là cái pháp mới phát sinh từ cái thời gần đây, mấy chục năm nay, thì cái pháp ấy làm gì có thời từ thời Đức Phật được. Và trong tất cả các thời thế thời đại vậy, người ta luôn luôn phát minh phát triển phát sinh những cái tà môn, những cái tà pháp mới lạ để dụ dỗ, để mê hoặc lòng người thì rất là nhiều, chứ không phải là không có. Thời nào thì sẽ có những cái tà pháp của thời đó. Còn nếu một cái người học giáo pháp thì mình đừng bận tâm đến những cái pháp đó làm gì, nó mất thời gian. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Con xin kính nể lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi, con đang không biết mình nên nghĩ sao về một vị như sau ạ. Vị đó biết xem tử vi, xem tướng, xem bói bài và gieo quẻ dịch. Vị ấy chỉ nói những chuyện ở tương lai gần ạ. Vị đó từng nói, vị đó có căn và cũng chỉ dừng lại ở đấy, chứ không khoe khoang thêm. Vị đó cũng kể là hay hành thiền. Có lần hành thiền bên bờ biển, vị đó nhìn thấy ma, phi nhân, và vị đó cũng nhìn thấy phi nhân mấy lần. Vị đó tặng con một chuỗi vòng hạt, tay phong thủy, và bảo là nếu vòng đứt thì đã giúp con thoát khỏi một hiểm nguy. Tuy nhiên con muốn giữ bảy giới thứ bảy, nên con không đeo chuỗi hạt đó. Con nhận thấy vị này không nói chuyện với con về giữ giới, bởi vì vị đó từng bảo nhìn thấy nhện sợ quá thì cứ đập chết. Vị đó cũng chơi game và xem phim ảnh. Công việc vị đó là dạy tâm lý học ạ. Ngoài những lời nói vị ấy nói với con như trên, thì con cảm thấy vị đó cũng là người cẩn thận lời nói hơn đa số những người phàm mà con từng gặp rồi. Xin sư chỉ dạy cho con nên suy nghĩ như thế nào về vị ấy. Con thử hỏi vị đó về pháp hành thiền của vị ấy, rồi chia sẻ bài giảng của sư được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có những người, người ta có thông minh, có trí tuệ, nhưng mà người ta lại có những cái kiến thức về những cái pháp thế gian, mà người ta không có kiến thức về Phật pháp. Mà những cái về pháp thế gian thì nó muôn vàn, vô số những cái pháp ở thế gian. Có những người thì kiến thức về khoa học, người kiến thức về tử vi, về nho y lý số, rất rất nhiều nhiều những cái pháp ở thế gian. Mỗi người người ta chuyên sâu về những cái pháp khác nhau. Thì những cái pháp thế gian ấy nó chỉ phục vụ cái đời sống ở thế gian này thôi. Có những cái pháp thì nó cũng mang lại cái lợi lạc lợi ích cho thế gian. Như có những cái pháp người ta dạy những cái công việc, những cái việc làm ăn để cho người ta có được cái cách lao động hợp tình hợp lý, và có thể tăng được những cái năng suất trong cái công việc lao động, hoặc rèn luyện sức khỏe, hoặc chữa bệnh. Thì đó cũng, hoặc là tăng trưởng những cái trí thức ở thế gian. Nhưng mà cũng có những cái pháp thế gian nó là tà pháp, tà trí. Những cái pháp thế gian nó chỉ là nó cũng có những cái pháp tốt, có những pháp xấu, có những cái pháp thì nó là tà kiến mê hoặc, nó không có thật, nó cũng là giả tạo. Nhưng mà vì ở đời người ta thích thú với những cái pháp đó, cho nên rất nhiều người người ta ưa chuộng. Còn đối với lại một cái người học Phật pháp thì mình phải biết nhận diện ra cái pháp nào là pháp thế gian, và pháp nào là cái Phật pháp, thế nào là thế gian pháp. Nhờ mình đọc những cái kinh điển của Đức Phật để mình nắm vững được cái nội điển, mình biết được những cái pháp này là những cái pháp Đức Phật dạy. Những cái pháp Đức Phật dạy thì chỉ hướng đến cái sự ni dục, hướng đến sự ni tham, ni sân, ni si, hướng đến cái sự giác ngộ các cái sự thật để đoạn trừ những phiền não, để chấm dứt khổ đau. Còn khi mà mình đã học những cái pháp Phật thì mình không nên bận tâm đến những cái pháp thế gian ấy. Tức là mình đừng có học theo. Nếu như là mình là cái người tầm cầu cái pháp giác ngộ giải thoát thì mình phải biết là những cái pháp giác ngộ giải thoát ấy ở đâu, những cái vị thầy nào có giảng dạy những cái pháp đó, và mình nên thọ trì và nên học tập với ai. Còn nếu như mình là cái người cần phải học những cái pháp thế gian đó để làm gì cơ, thì mình sẽ học pháp thế gian. Mình đừng có đồng hóa cái pháp thế gian đó với Phật pháp, và đừng có so sánh cái pháp thế gian đấy với Phật pháp mà làm gì. Thì ở thế gian thì người tốt cũng có, người xấu cũng có. Những cái pháp tư tưởng ở thế gian
có những tư tưởng cao thượng tốt, cũng có những cái tư tưởng hạ nhiệt thấp kém, có cái tư tưởng thiện, có tư tưởng ác, thì nó cũng có. Những người truyền dạy những cái pháp ấy cũng vậy. Còn cái người học Phật pháp thì mình phải biết là mình chỉ học những cái gì là pháp của Phật, còn những cái gì là thế gian pháp mình có nhu cầu học thì mình cũng học, mình không có nhu cầu học thì thôi. Nhưng mình không nên bận tâm và không nên đem Phật pháp ra để so sánh với những cái pháp thế gian đó làm gì, vì nó là hai mục đích, hai con đường, hai tư tưởng, hai cái đạo nộ nội trình khác nhau hoàn toàn. Vậy thì mình học Phật pháp thì mình hãy cứ học Phật pháp, còn cái pháp thế gian thì ai có nhu cầu học thì học, còn cái duyên của từng người, mỗi người có duyên với Phật pháp thì người ta sẽ học, sẽ hiểu và sẽ hành và sẽ chứng ngộ được Phật pháp. Còn có những người không có duyên thì dù mình có ép, dù mình có cố gắng cái gì cũng vô ích. Vậy nhưng mà nếu như mình có cái tâm muốn cảm hóa người khác thì mình cứ hướng cho họ đến Phật pháp. Được thì hoan hỷ theo, mà không được thì cũng đừng vì vậy mà khởi nên buồn phiền. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoa. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con đang tu tập ở đạo tràng Tịnh Độ theo khóa tu chủ nhật và khóa tu bát quan trai. Nay con mới biết đến Phật giáo Nguyên Thủy và tu pháp niệm hơi thở theo chỉ dẫn của sư hàng ngày, sáng và tối. Thưa sư, con tu tập như vậy có đạt sự lợi ích không? Con xin sư từ bi chỉ dạy. Con xin kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Cái sự tu tập ấy thì nó phải bắt đầu đi từ cái nhận thức, đi đến những cái sự niềm tin có chân chánh, tức là mình phải phát khởi nên là cái chánh tín, có cái chánh kiến, tức là mình phải nhận ra được những cái pháp, mục đích của mình hành cái pháp đấy để làm cái gì. Rồi còn cái sự thực hành thì nó cũng có tuần tự, mình học pháp để mình hiểu ra, sau đó mình thực hành giữ giới cho nó được thanh tịnh, rồi sau đó mới hướng đến sự tu tâm, thực hành một cái pháp thiền nào đó, thì cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà nếu như là mình chưa có nền tảng, là mình chưa có cái sự hiểu biết đúng, chưa có chánh kiến, thì có thực hành nó cũng sinh ra những cái tư tưởng sai lầm. Mà mình biết là về mục đích mình hành thiền để làm gì thì mình cần phải hiểu đâu, vì mình có nhiều những cái phiền não tham sân si, mình phát triển cái chánh niệm tỉnh giác để làm cho cái tâm nó thanh tịnh ra, đối trị những cái ô nhiễm, những cái phiền não ấy. Thì vậy nên là trong cái lúc ấy mình có thể hành thiền là vì vậy, chứ không phải là mình mong cầu để đạt được cái này cái kia. Mình càng mong cầu thì nó càng sinh ra cái tham ái, dính mắc, chấp thủ nhiều. Vậy nên là không cần mong cầu gì cả, mình chỉ cần ngồi thiền là làm sao để mình gột rửa, mình đối trị. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên, mình phải buông xả được nó ngay. Tâm sân nó khởi lên, buông xả được nó ngay. Ôn trầm thụy miên trạng hối hoài nghi nó khởi lên, mình phải buông ngay được nó đi, để cho cái tâm của mình nó có cái sự định tĩnh và có cái sự sáng suốt, và nó có cái sự thanh tịnh, không ô nhiễm, không phiền não. Thì nếu như mình ngồi thiền mình cảm thấy mình làm được như vậy, tham sân si nó giảm bớt đi, tâm thanh tịnh nó tăng lên là thành công, đó là kết quả. Chứ không phải là kết quả là cái mà mình mong chờ tương lai được cái gì, mà nó ngay trong hiện tại. Cứ cái thời đấy ngồi thiền ấy, nhìn vào cái tâm của mình, mình đã xua đuổi được rất nhiều phiền não, xua đuổi được rất nhiều vọng tưởng, nên là tâm nó có sự thanh tịnh, an tịnh, định tĩnh, có an vui tự tại. Đấy là có kết quả ngay ở hiện tại đấy rồi. Thì mình cứ hành nhiều thì mình có kết quả nhiều, mình hành ít thì có kết quả ít mà thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nga Duyên ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, nếu các tài liệu, kinh sách hoặc cuốn nhật tụng cơ bản được Ấn Tống không bán mà con thỉnh được, nhưng khi thấy bạn đồng tu muốn được đọc và sử dụng, con đem đi sao chép với tâm hoan hỷ và chia sẻ điều tốt, lời hay tới bạn đồng tu. Như vậy, con có phạm giới khi chia sẻ mà không xin phép được tác giả hoặc nhà sản xuất không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Không 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 phạm nha. Cái này với pháp của Đức Phật là cái pháp nên được mở rộng, nên tất cả pháp của Phật không có ai có quyền giữ cho riêng mình hết. Pháp của Phật là pháp sẽ cần phải được lan tỏa đến những người có hữu duyên. Cho nên là một cái người bố thí pháp là cái bố thí thù thắng nhất, cao thượng nhất, không có cái gì bằng được.
Còn những người bỏn rẻn pháp, san tham pháp, chấp giữ pháp làm của riêng mình mà có cái tâm là ngăn chặn không cho người khác tiếp cận pháp, thì cái người đấy là tội lỗi, là người đấy là tội ác, người đấy là ác, người đấy là ác nhân. Còn những người nào có cái tư tưởng muốn truyền bá pháp, lan tỏa pháp, đưa pháp cho mọi người khác cùng giác ngộ thì đó là bậc đại thiện tri thức, một cái người hiền trí, một cái người thiện nhân đáng được tán thán ở trên cuộc đời. Nên là cứ làm những cái việc đấy càng nhiều càng tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi câu hỏi mà nhiều Phật tử thắc mắc, đó là cách nhận biết một vị A-la-hán. Vì con thấy có vị tự xưng mình là A-la-hán, vậy có dấu hiệu nào để nhận biết một vị A-la-hán không ạ? Có vị sư khác đã nói rằng vị A-la-hán đó đã lọt vào ngũ ấm ma. Con mong sư chỉ dạy để cho chúng con không bị nhầm lẫn. Con xin tri ân sư ạ. Vị A-la-hán dễ nhận biết nhất là vị đó có tam minh lục thông. Thì nghe vị A-la-hán đấy, vị ấy sẽ có thiên nhãn minh, phải có túc mạng minh, phải có lậu tận minh, có thiên có túc mạng trí, thì vị ấy phải thấy nhớ lại được những kiếp sống của mình. Vị ấy phải có thiên nhãn trí, vị ấy phải thấy được cõi thiên giới, cõi đoạn xứ, và vị ấy phải thấy được cái nguyên nhân nào mà khiến cho một vị chư thiên đấy sinh làm chư thiên, nguyên nhân nào khiến cho một chúng sinh bị đọa địa ngục. Nếu vị ấy là A-la-hán thì hỏi vị ấy là Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục nào, đang như thế nào. Vị ấy hỏi vị ấy là vua trời Đế Thích thì tại sao được làm vua trời, đã tạo cái thiện nghiệp gì. Vị ấy có thể biết được tất cả các vị chư thiên đã tạo những cái thiện nghiệp gì, hay là tất cả những cái nhân vật ở trong quá khứ, trong lịch sử Đức Phật giờ đã sinh về đâu, ở đâu, đang do cái thiện nghiệp gì, thì vị ấy sẽ thấy được rõ ràng điều đó. Và vị ấy phải là một cái người không còn một cái nậu hoặc nào, không còn thân kiến hoài nghi, không còn giới cấm thủ, không còn có dục tham, không còn có sân hận, không còn có mã mạn, không còn có dục ái, không còn có hữu ái, không còn có vô hữu ái. Vị ấy đã đoạn trừ được hết năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, không còn mảy may một chút tiền não nào. Nhưng mà vị ấy vẫn không bao giờ thấy mình là có cái tự ngã, cho nên vị ấy không bao giờ có cái tham vọng, không bao giờ có cái tham gì danh vọng. Và vị ấy là một vị A-la-hán thật, thì vị ấy không bao giờ khoe khoang những cái có thật của mình. Tức là vị ấy không bao giờ tuyên bố là tôi là bậc A-la-hán. Thì khi tuyên bố ra như vậy thì vị ấy là người tham đắm về nội dưỡng, tham đắm về danh vọng. Khi mà vị ấy tham đắm danh vọng nội dưỡng như vậy thì chỉ có một người phàm nhân, phàm phu thì mới tham đắm về cái điều đó. Chứ một vị A-la-hán biết, một vị A-la-hán có trí tuệ rất lớn, vị ấy sẽ biết mình nên nói gì và không nên nói gì, những cái gì nói ra nó có lợi ích hay nó có hại. Cho nên là vị A-la-hán sẽ không có nói một cách bừa bãi những cái gì, vì vị ấy biết rằng nếu như một cái lời nói này của mình nói ra có thể là được một người tin nhưng 1.000 người phỉ báng, thì những người phỉ, nếu vị ấy là A-la-hán thật, vị ấy sẽ làm cái duyên cho vô số người đọa vào đọa xứ, đọa vào địa ngục. Thì một vị A-la-hán sẽ biết trước điều đó nên không bao giờ nói những cái gì có bất lợi cho đời. Và vị ấy có nói cái gì, làm gì thì nó cũng phải có lợi ích cho đời, vị ấy mới nói mới làm, chứ không bao giờ tùy tiện nói ra như vậy. Nhưng bây giờ vị ấy nói ra như thế thì sẽ rất nhiều người phỉ báng, bảo ông ấy A-la-hán gì, ông là cái ngộ nhận như thế. Thì những người nào phỉ đáng mà phỉ báng một vị A-la-hán thật như vậy thì chỉ có đọa địa ngục. Nhưng vì vậy cho nên một vị A-la-hán, vì cái nhân duyên ấy, vì nguyên cớ ấy, biết rằng đời bây giờ cái người có niềm tin cao rất là ít, cho nên vị đấy ở đời bây giờ mà có người nào chứng các đạo quả, vì vị ấy không bao giờ nói ra, vì nói ra sẽ là cái tai họa lớn cho những người phỉ báng. Vậy nên một vị A-la-hán sẽ chắc chắn sẽ không có đi nói như thế. Và cái người nói ra như thế là bị ảo tưởng đó, có thể là bị hoang tưởng, bị ảo tưởng. Thì cái thời bây giờ mà những người tuyên bố rất là nhiều, ngay cả thời Đức Phật vậy, vô số những cái tà sư ngoại đạo, người ta cũng tuyên bố tôi là bậc thánh đẳng giác, tôi là bậc thánh đẳng giác đây. Người ta cũng tuyên bố như vậy, rất rất nhiều người tuyên bố như vậy. Nhưng mà các vị ấy cũng chỉ là những cái người ngã mạn thôi, những người bị ảo tưởng, bị hoang tưởng, bị nầm tưởng, hoặc là những người giả dối nửa đạo cuộc đời như thế. Vậy thì cho nên là đến thời bây giờ vẫn có những người, người ta tự xưng như vậy, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Một cái người có trí thì mình
học Phật pháp cho nó có cái sự hiểu biết vững vàng một chút, thì mình sẽ nhận ra được ai là cái người chân chánh và ai là những cái vị tuyên bố lên những cái điều nó không chân chánh. Thì cái người có trí nhận ra được, người ngu không nhận ra được, cứ ai nói tao tin vậy. Thì cái này nó còn tùy thuộc vào từng người. Người nào nhận ra được là do mình phát triển cái trí tuệ nên để mình nhận ra, còn mình không có trí tuệ thì mình sẽ không thể nhận ra được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Hảo ạ. Kính bạch sư, xin sư giải thích giúp con thế nào là pháp vô thượng, kiến vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô thượng. Con kính tri ân sư ạ. Pháp vô thượng là cái pháp đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Kiến vô thượng là cái trí tuệ thấy được cái pháp đi đến niết bàn đó, giải thoát khổ đau đó. Trí vô thượng là cái trí mà đi đến niết bàn, giải thoát khổ đau đó. Cái gì nữa? Giải thoát vô thượng. Dạ thưa sư, là kiến vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô thượng ạ. Đạo vô thượng là tứ thánh đạo, tứ thánh quả, đấy là đạo vô thượng đấy. Giải thoát là giải thoát khỏi sinh tử khổ đau đấy, thì đấy là giải thoát vô thượng đấy. Vậy thì tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn đấy thì đều là kiến vô thượng, trí vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô thượng, đều nằm ở trong đó. Đó là tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta. Con xin kính đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con biết một thiền viện có thực hiện việc ca hát. Việc ca hát các bài hát của thiền viện này có phải là một phương pháp thực hành chánh niệm và phát triển chánh niệm không ạ? Con được biết một hành giả hành thiền thì không liên ca hát, nhưng có một vị giảng rằng hát các bài hát của thiền viện này giúp thực hành chánh niệm và chư thiên cũng có ca hát cúng dường Đức Phật. Con xin sư chỉ dạy cho con được biết rõ hơn ạ. Con xin tri ân sư ạ. Ca hát thì đôi khi người ta có trong những cái bài hát, đôi khi nó có những cái tư tưởng những của những cái giáo pháp, thì cũng có thể nó sẽ phát sinh lên những cái tâm thiện, nhưng đó nó chỉ là những cái pháp hữu động, những cái pháp dục giới. Hay là các vị chư thiên người ta hát, người ta tán thán, người ta cúng dường lên Đức Phật, người ta gảy đàn để cúng dường Đức Phật, người ta hát để người ta dâng lên Đức Phật những cái âm nhạc ấy, của chư thiên hay của loài người đấy. Thì thực ra Đức Phật vô nhiễm với những cái âm nhạc, với những ca hát rồi, nên Đức Phật cũng chẳng từ chối, nhưng Đức Phật cũng chẳng thọ nhận. Chẳng từ chối, chẳng thọ nhận, cứ để mặc kệ người ta cúng dường nên thì người ta vẫn có cái phước của sự cúng dường. Thế do có những người sáng tác ra những bài kệ, những cái bài kệ để tán thán Đức Phật, như là rất là nhiều những bài kệ mà mình vẫn tụng hàng ngày ấy. Đại thi lễ kệ là của ngài Phật Âm, ngài Buddha Gô Xá đấy, mà giờ vẫn ở nhiều trong kinh tụng nguyên thủy, rất nhiều người vẫn ấy hàng ngày vẫn tụng đọc hàng ngày, thì tán thán Đức Phật có những cái bài hát tương tự như những bài kệ mang cái tính tán thán Đức Phật như vậy, tán thán giáo pháp, tán thán con đường giải thoát giác ngộ. Điều đó có thể khởi lên những tâm thiện, nhưng đó là những cái pháp hữu nộng, những cái pháp ấy chỉ đưa đến những cái phước ở cõi nhân thiên. Còn đối với lại những cái người mà đã là người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật thì có cái hạnh nguyện nó phải khác. Đó là những người ấy phải phát triển giới, phát triển định và phát triển tuệ. Khi mà đã là phát triển giới thì đã có ngay một cái giới, đó là không ca hát rồi. Cái giới là không nghe nhạc, không múa hát, không xem nghe múa hát. Thì cái người đấy mình có thể biện minh biện hộ bằng cái cách gì thì cũng đấy là do tự mình suy nghĩ ra thôi. Còn giới luật của Đức Phật, Đức Phật đã chế là thế: không ca hát, không xem nghe múa hát, không đánh đờn, không đánh đàn, không có chìm đắm vào ca nhạc. Bởi vì cái ca hát như vậy, cái âm thanh du dương ấy, thì khi đã hát thì mình phải cố gắng luyện cho cái giọng nó hay, nghe nó ấm, nó truyền cảm. Và khi cái giọng hát hay ấy thì cái người luyện cái giọng ấy sẽ tham ái với cái giọng của mình, và cái người đấy sẽ bị khởi lên cái tâm phóng dật, không nhất tâm, không định tính được. Và những người nghe những cái lời ca hát ấy sẽ sinh ra tham ái với cái giọng của cái người hát đó. Và vậy thì cái pháp ca nhạc này nó làm tăng trưởng tham ái. Ái tăng trưởng thì dục tăng trưởng, dục tăng trưởng thì chấp thủ tăng trưởng, chấp thủ tăng trưởng thì sinh tử luân hồi sẽ bị cuốn trói vào trong cái vòng luân hồi.
người ấy sẽ không thể ni tham, không thể đoạn ái được, mà ái là nhân của khổ đau. Với một người xuất gia thì mục đích đó là phải diệt trừ cái nhân sinh ra cái luân hồi sinh tử, đó là tham ái. Mà cái người đó vướng vào ca nhạc múa hát thì sẽ tăng trưởng tham ái và không diệt trừ được tham ái, cho nên là ở trong luân hồi lâu dài. Vậy thì cái pháp nó là như thế. Vậy thì với một cái hành giả mà hành thiền thì tuyệt đối không được ca hát, vì ca hát nó làm cho định bị phân tâm, làm cho bị loạn tâm tán tâm, không định tĩnh, không nhất tâm được, không thể hành được thiền chỉ quán, không thể giác ngộ được. Còn có những người người ta không có chú trọng thực hành những cái pháp tu đi đến giải thoát giác ngộ, không biết làm gì, người ta buồn quá người ta phải múa hát khuây khỏa, thì cái đấy là cái lựa chọn, là cái pháp hành là của mỗi người khác nhau. Thì cái người thực hành pháp, học pháp thì mình nên học theo đúng cái pháp của Phật, không nên học theo những tư tưởng của các vị về sau này, sau Phật thôi nhé. Chỉ cần sau Phật mà những bất cứ ai phát sinh ra một cái pháp môn mới, một cái tư tưởng mới, mình nên bỏ qua, mình không nên học và không nên hành theo cái tư tưởng đó, vì tư tưởng đó không phải sinh ra từ Phật. Có thể là cái vị đó nổi tiếng, có thể vị đó được đời biết đến danh tiếng, bởi vì phát sinh ra những tư tưởng ấy có ảnh hưởng lớn đến nhiều đời, nhiều nghìn năm về sau này, thì mình cũng không nên học theo. Mình phải biết là những cái pháp này không phải của Phật, vì chỉ có Phật là chánh đẳng giác thôi, còn những cái vị khác không phải là chánh đẳng giác. Thì những cái vị khác thì là những cái người, nếu như là một bậc A-la-hán thì cũng là bậc thanh văn giác, một bậc giác ngộ có giới hạn. Còn những cái bậc chưa phải là A-la-hán thì còn đầy những phiền não tham sân si, cho nên sẽ có rất nhiều những cái sai lầm, những tà kiến, và mình không nên học những sai lầm, những tà kiến của các vị ấy, mà mình chỉ nên học pháp từ một vị Phật toàn giác, có cái trí tuệ toàn hảo, đó là học pháp từ nơi Đức Phật. Vậy thì cái pháp gì mà Đức Phật dạy thì mình học, những pháp gì Đức Phật dạy thì mình thành. Còn những cái pháp gì của các cái vị đời sau này mọc ra, phát sinh ra, phát triển ra, rồi sáng tác ra, sáng tạo ra, chế định ra, sáng lập ra, mình không nên học, không nên hành theo, vì có thể con đường ấy đi vào địa ngục, đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sinh như chơi. Đừng có mà chủ quan, nên người thận trọng nhất chỉ học và hành pháp của Phật. Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của Phật tử Công Cường ạ. Kính bạch sư, sư hoan hỷ cho con hỏi, nếu mình nghe, thấy và biết và không hoan hỷ khi người khác giết con vật để ăn trong bữa ăn, thì bữa ăn hôm đó con không thọ dụng, nhưng thức ăn thừa đó còn thừa để hôm sau, nếu con thọ dụng có bị phạm giới không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu mình mà có nghe, có thấy, có nghe, có nghi thì mình không ăn mà bữa sau cũng không ăn. Còn nếu như mình không thấy, không nghe, không nghi thì cái bữa đấy mình ăn cũng được, mà để đến bữa sau ăn được. Bữa đấy mình không ăn rồi bữa sau mình ăn cũng được, cũng như nhau mà thôi, không có gì khác cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, một vị tỳ khưu với tâm quý mến, yêu quý thú cưng, nhưng không phải với tâm dâm dục. Như vậy, vị ấy có được âm ấp, vuốt ve, đụng chạm với con mèo cái hay không? Như vậy có phạm giới không? Con xin tri ân sư ạ. Thú cưng thì một vị tỳ kheo là không có nên nuôi, hay là một người xuất gia không nên nuôi một cái con vật gì cả. Nhưng mà có những cái con vật nó sống hoang dã tự nhiên ấy, đôi khi nó cũng sống thân cận gần với những người tu ấy, thì mình có thể cho nó ăn, hoặc là đôi khi mình có cái tâm từ ái, và nhất là những người tu thì có cái tâm từ nhiều, không sát sinh, cho nên là đôi khi rất nhiều con vật nó đến nó sống xung quanh, là có thì mình có cái tâm từ ái với nó, nhưng không nên ràng buộc, không nên dính mắc, không nên quá bận tâm đến những cái con vật nhiều. Nhất là cái người còn mình dễ sinh ra cái tâm lưu luyến với những con vật ấy, thì nên tránh xa, không có đến khi tham ái nhé. Tham ái với một cái con vật gì coi chừng lúc chết mình lại tái sinh là một cái loài giống y như vậy nhé, rất là dễ ấy. Nếu mình mà người nào yêu quý những cái con vật quá, đến lúc chết mà cận tử nó còn lưu luyến nhớ hình ảnh con vật đấy, cái tái sinh là một con vật tương tự như nó liền. Còn trong giới luật thì mình không được đụng đến một con vật cái nào hết.
con vật đực cứ đụng vào thì còn tạm được, không, chẳng nên đụng làm gì nó bật. Nhưng mà con vật cái nó không được đụng vào. Đấy là vẫn, nó vẫn liên quan đến giới luật. Giới luật là thế, không được đụng đến người nữ, cũng không được đụng đến những con vật gì nó là giống cái cả. Dạ con thưa sư, những câu hỏi còn lại con xin để lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idam me bunyam asawakadam bahamotu idam me bunyam nibbanasa pachajo hotu mama bunyabhagam sabbasatthanam pachemi te sabbe medamam punyabhagam napandu sadhu sadhu sadhu.